Quý vị và các bạn thân mến, bế tắc là điều mà nhiều người láng giềng hình dung về hoàn cảnh gia đình của chị Ca Xuyển, ngụ tại thôn 2 xã Gia Hiệp, huyện Chi Linh. Từ lâu, chị Ca Xuyển đã phải một mình kiếm tiền nuôi 4 đứa con nhỏ và 2 người chị gái mắc bệnh tâm thần. Có những lúc chị Xuyển như gục ngã trước hoàn cảnh đầy khốn khó của gia đình khi mà mọi gánh nặng áp lực lại đè lên đôi vai nhỏ bé. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ, rộng chừng 30 mét vuông đã xuống cấp ở thôn 2, xã Gia Hiệp, huyện Chi Linh, là nơi che nắng mưa của 8 mảnh đời bất hạnh. Và có 2 người trong gia đình ấy mắc bệnh tâm thần khờ dại. Bên trong ngôi nhà, mọi thứ bừa bộn và không có gì giá trị. Đáng thương hơn, hầu hết các thành viên trong gia đình đều không có khả năng lao động. Mọi gánh nặng cơm áo đè nặng lên vai người phụ nữ này. Thì là một mình em gánh vác cho cả gia đình, có hai chị bị tâm thần với lại một bố nằm một chỗ, còn lo cho 4 đứa con nữa. Rồi cái khó khăn thì nối tiếp các khó khăn kia, nói chung là về cả vật chất lẫn tinh thần luôn. Một mình thì mình làm, nói chung là làm rất là nhiều thứ, nhiều việc để mà cố gắng trang trải trong cuộc sống. Do tuổi cao và mắc bệnh tâm thần nên hai người phụ nữ này không thể lao động. Hàng ngày hai người phụ nữ quanh quẩn lang thang trên đường, không thì cũng ở nhà quậy phá đánh cãi nhau. Số phận nghiệt ngã của chị Ca Xuyển khiến ai cũng thương xót. Nhiều khi nhìn các chị gái đã lớn tuổi mà ngờ nghệch vô hồn, ốm yếu khiến chị Xuyển chẳng còn dám nghĩ đến tương lai. Rồi chẳng may khi sức đã kiệt, đôi chân không còn đủ sức bước tiếp, ai sẽ là người lo cho hai người phụ nữ tâm thần kia? Trong một gia đình mà mình đã phải thay, nếu mà trường hợp chăm bố mẹ già thôi là chúng ta thấy là vất vả rồi, nhưng mà đối với em Ca Xuyển thì đã có bố nằm một chỗ chăm sóc, bố nằm một chỗ liệt giường, lại có hai chị bị tâm thần nữa, lại còn chăm sóc cả 4 đứa con nữa, rồi thì thấy được là cái sự vất vả nhọc nhằn của em Xuyển rất là nhiều. Ai mà đi vô thực tế thì mới biết đó là cảm động mà thương là giờ thương những người bị bệnh đó không nói, mà thương cái người chăm ấy này, giờ một mình mà gánh vác gia đình này, xong rồi lại 3 người, nếu mà chỉ vắng 2 ngày là không biết liệu thế nào. Ông bố là cũng tự làm được cho vệ sinh này, ăn uống là cũng tự lo được cho mình. Còn hai bà chị này thì lại không biết gì, chẳng qua là biết may là biết vệ sinh cho mình thôi, còn mà để mà lo, để mà biết tính toán không biết một cái gì, thì là đổ dồn vào một người chị, người em, người mẹ, người con. Tôi thấy rất là thương. Đó, cho nên là tôi cũng qua đây tôi cũng mong là trên cộng đồng á, là xem được cái chương trình này á, là hỗ trợ mỗi người một hạt cát để góp vô, để giúp đỡ cho gia đình, để họ bớt vơi đi thôi, cho con mà để lo cho hoàn thiện là không bao giờ có, nhưng mà để động viên để họ vượt qua khó khăn. Ngồi lặng một hồi, hai dòng nước mắt của chị Xuyển chảy dài trên gò má khi nghĩ về tương lai mịt mù của các con chị, của gia đình chị và hai người chị gái mắc bệnh tâm thần. Đàn con thơ dại, hai người chị gái khờ khạo và cái nghèo đeo bám, gánh nặng áp lực khiến chị như muốn gục ngã.